kem trị nám melasma mẫu mới có gì đặc biệt hơn mẫu cũ hay không? Thấy ai cũng khen mẫu mới nhiều lắm nhưng liệu thật sự hiệu quả hay chỉ là lời đồn mà thôi? Trong video này, shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ nói rõ hơn những điểm nổi bật của kem trị nám melasma mẫu mới, để bạn có cái nhìn khách quan hơn để từ đó quyết định có nên mua mẫu mới hay không nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Lý do đầu tiên để bạn nên mua kem trị nám melasma mẫu mới là vì sản phẩm này bị làm giả rất nhiều. Cũng vì nó rất hiệu quả nên được nhiều người mua về xài. Vì thế mà những đơn vị làm giả họ tạo ra những mẫu hàng nhái giống với hàng thật để đánh lừa người mua không có kinh nghiệm để trục lợi. Khi bạn mua hàng nhớ mua mẫu mới nhất để tránh bị mua nhầm phải hàng giả. Nhà sản xuất chính hãng họ đổi mẫu mới liên tục để không bị làm giả. Khách hàng khi dùng hư hết da mặt thì phần nào đó ảnh hưởng đến thương hiệu công ty nữa. Thứ hai, bạn nên mua kem trị nám melasma mẫu mới là vì trong thành phần của mẫu mới có cải tiến rất nhiều về chất lượng, nhà sản xuất bổ sung thêm một số thành phần khác giúp cho khả năng dưỡng trắng da, trị nám nhanh và hiệu quả hơn. Kem trị nám mẫu mới cũng phù hợp với nhiều loại da hơn, bên cạnh đó còn có khả năng dưỡng da nữa. Đặc biệt là kem có lên tông nhẹ nhàng giúp da bạn trông sáng mịn hơn. Bạn phải tìm được shop lớn, nhưng shop đó cũng phải uy tín nữa. Vì những shop lớn mà bán hàng có tâm thì họ có lượng khách lớn, nên bán hàng rất chạy, nên họ ít tồn kho hàng cũ. Kem trị nám melasma mẫu mới của họ nhập hàng về liên tục nên thường lúc nào họ cũng bán mẫu mới nhất. Nhưng mà bạn phải tìm được chỗ bán hàng uy tín và có tâm, chứ nhiều nơi bán chạy nhưng họ trộn cả hàng thật và giả nên nếu bạn không có kinh nghiệm thì dễ bị lừa lắm. Nếu chưa bao giờ mua kem trị nám melasma này thì bạn cũng có thể mua kem trị nám melasma mẫu mới bên shop mình. Bên mình hàng mới về liên tục, bên mình cũng cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn mua được đúng hàng chính hãng mẫu mới nhất. Bạn cần tư vấn hay mua hàng thì nhắn tin cho shop mình theo số điện thoại Zalo bên dưới video này để được nhân viên tư vấn kỹ hơn cho bạn nhé. Kem trị nám melasma hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám melasma hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.